Phẩm 4. Âm thanh trống vàng. Vào lúc bấy giờ, Bồ Tát Diệu Tràng đích thân ở trước Đức Thế Tôn nghe diệu pháp Ngài nói, thì hoan hỷ phấn chấn, nhất tâm tư duy trở về chốn cũ. Trong đêm hôm ấy, Bồ Tát mộng thấy cái trống vàng ròng to lớn, ánh sáng rực rỡ như dần thái dương. Trong ánh sáng ấy, Bồ Tát thấy được chư vị Thế Tôn khắp mười phương hướng, cùng ngồi trên pháp tòa lưu ly ở dưới cây ngọc, được bao quanh bởi đại chúng, gồm có vô số người. Bồ Tát lại thấy một vị Bà La Môn cầm dùi mà đánh trống vàng ấy, xuất ra âm thanh to lớn. Âm thanh này nói lên những bài chỉnh cú nhiệm màu, diễn đạt diệu pháp sám hối. Bồ Tát Diệu Tràng nghe rồi nắm giữ tất cả trong ký ức, buộc trí nhớ lại như ở trước mắt. Trời sáng, Bồ Tát cùng với hàng trăm hàng ngàn người đem các cúng phẩm ra khỏi thành Dương Xá, vào đỉnh Thứ Phong, đến chỗ Đức Thế Tôn. Bồ Tát đảnh lễ ngang chân của Ngài, sắp hương hoa ra, đi quanh Ngài ba vòng, lui lại ngồi một phía, chắp tay cung kính, chiêm ngưỡng tôn nhan mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trong đêm vừa rồi, con mộng thấy một vị Bà La Môn lấy tay cầm dùi, đánh một cái trống bằng hoàng kim rất đẹp, xuất ra âm thanh rất lớn. Âm thanh ấy nói lên những bài chỉnh cú nhiệm màu, diễn đạt diệu pháp sám hối. Nghe rồi, con nắm giữ trong trí tất cả. Kính xin Đức Thế Tôn Đại Từ Đại Bi cho con tường thuật. Đối trước Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Tràng nói những chỉnh cú sau đây: Đêm hôm vừa rồi, trong mộng con thấy cái trống bằng vàng rất lớn và đẹp, khắp cả thân trống có ánh sáng vàng như vần thái dương. Ánh sáng như vậy chiếu rực khắp cả mười phương thế giới, làm ai cũng thấy, chư vị Thế Tôn. Dưới những cây ngọc các ngài cùng ngồi pháp tòa lưu ly, có hàng ngàn người rất mực cung kính bao quanh các ngài. Một Bà La Môn cầm dùi mà đánh trống vàng hoàng kim, phát âm thanh lớn, và chính âm thanh phát từ trống ấy nói những chỉnh cú nhiệm màu sau đây: Trống vàng sáng rực phát ra tiếng màu, vang khắp tất cả đại thiên thế giới, diệt tội cực nặng trong ba đường ác cùng bao khổ ách của trong nhân loại. Uy lực âm thanh của trống vàng này diệt hẳn hết thảy phiền não chướng ngại, loại trừ sợ hãi, làm cho yên vui, in như chính đấng Mâu Ni tự tại. Chính trong cái nơi biển cả sống chết, Thế Tôn tu hành thành trí toàn giác, làm cho chúng sinh đủ các giác phần, cứu cánh quy về biển cả công đức. Trống vàng xuất ra âm thanh màu nhiệm, người nghe cùng được vạn âm thâm thúy, và rồi chứng được vô thượng bồ đề, thường chuyển pháp luân trong sáng nhiệm màu, lại được thọ lượng bất khả tư nghị, tùy nghi thuyết pháp lợi ích chúng sinh, cắt đứt dòng nước bao nhiêu khổ lụy, bao nhiêu phiền não cũng diệt trừ cả. Những người ở trong nẻo đường rất dữ, ngọn lửa dữ dội phủ cả châu thân, nghe được tiếng màu của trống vàng này thì liền thoát khổ, quy y Phật Đà, và rồi thành được trí biết đời trước, nhớ được quá khứ đến trăm ngàn đời, nên cùng nhớ đến Đức Đại Mâu Ni, được nghe kinh pháp sâu xa của Ngài. Bởi nghe tiếng màu xuất từ trống vàng, nên thường thân gần chư vị Thế Tôn, lại thường rời bỏ mọi hành vi ác, thuần túy tu tập các loại thiện pháp. Tất cả chúng sinh, nhân loại chư thiên, thiết tha chí thành, nguyện cầu những gì thì nghe tiếng màu xuất từ trống vàng là thỏa mãn cả những nguyện cầu ấy. Những kẻ xa vào
địa ngục vô gián, lửa dữ bùng lên, đốt cháy thân thể, và kẻ ở nơi không ai cứu hộ, nghe tiếng trống vàng, khổ sở mất cả. Chư thiên nhân loại và các loài khác, những ai hiện chịu bao nỗi khổ nạn, mà nghe tiếng mầu xuất từ trống vàng, cũng hết đau khổ và được giải thoát. Nguyện cầu tất cả đấng lưỡng túc tôn hiện tại đang ở mười phương thế giới, đem lòng đại bi nhớ nghĩ đến con, tất cả những ai không nơi nương tựa, không ai cứu hộ. Con nguyện làm nơi nương tựa lớn lao cho những người ấy. Trước đây con làm bao nhiêu tội lỗi, trong đó gồm có ác nghiệp nặng nề. Ngày nay đối trước các đấng thập lực dốc lòng chí thành, sám hối tất cả. Con đã không tin chư vị Thế Tôn, cũng không kính trọng cha mẹ tôn trưởng, không chăm tu hành mọi thứ thiện nghiệp, nên thường tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Con đã tự thị tôn quý cao sang, dòng dõi đẳng cấp, tiền tài địa vị, tự thị trẻ mạnh, kiêu sa phóng túng, nên thường tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Tâm trí thường xuyên nổi dậy tà niệm, miệng nói độc ác, không thấy tội lỗi, nên thường tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Con đã thường xuyên làm việc phàm phu, vô minh ám chướng, đi theo bạn xấu, nên thường tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Hoặc vì ăn chơi, hoặc vì buồn nản, ham muốn tức giận, thắt kết trong lòng, nên thường tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Thân với người xấu, keo kiết ganh ghét, nghèo nàn cùng khổ, nịnh hót lừa dối, nên thường tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Cũng có những lúc không thích tội ác, nhưng vì e sợ, vì bị sai sử, nên thường tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Hoặc vì háo động, hoặc vì hận thù, hoặc vì đói khát, dày dò hành hạ, nên thường tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Vì ăn, vì mặc, vì ham nữ sắc, vì lửa phiền não thiêu đốt nung nấu, nên thường tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Với Phật Pháp Tăng không biết tôn kính, nên đã tạo ra ác nghiệp như trên. Ngày nay con xin sám hối tất cả. Độc giác Bồ Tát cũng không kính trọng, nên đã tạo ra ác nghiệp như trên. Ngày nay con xin sám hối tất cả. Phỉ báng Phật Pháp, bất hiếu cha mẹ, nên đã tạo ra ác nghiệp như trên. Ngày nay con xin sám hối tất cả. Ngu muội kiêu căng, tham lam giận dữ, nên đã tạo ra ác nghiệp như trên. Ngày nay con xin sám hối tất cả. Trong mọi thế giới hiến cúng vô lượng chư vị Thế Tôn, con nguyện cứu vớt cho bao chúng sinh thoát ly khổ nạn. Nguyện cầu chúng sinh đứng trong mười địa tròn đầy phước trí, thành Phật Đà rồi hướng dẫn bao kẻ mê mờ ngu muội. Con vì chúng sinh tu hành khổ hạnh trăm ngàn đời kiếp, đem đại trí lực mà làm cho họ vượt qua biển khổ. Con vì chúng sinh diễn giảng kinh pháp ánh sáng hoàng kim, bản kinh tối thượng, năng lực trừ được bao thứ ác nghiệp. Những ai trải qua trăm ngàn đời kiếp tạo ra bao tội cực kỳ nặng nề mà biết phát lộ thì cũng tiêu trừ. Y theo kinh pháp ánh sáng hoàng kim sám hối như trên, thì mau tận diệt bao nhiêu ác nghiệp đã gây đau khổ. Cả trăm cả ngàn thiền định siêu việt, cùng với tổng trì bất khả tư nghị, năm căn năm lực, bảy chi tuệ giác, tám chi thánh đạo, 37 pháp, con nguyện thường xuyên tu tập không mỏi. Và con sẽ đến mười Bồ Tát địa, nơi đầy đủ cả
mọi thứ quý báu, viên mãn tất cả phẩm chất Phật Đà, cứu vớt chúng sinh, vượt dòng sinh tử. Đối với biển cả, quả vị Phật Đà, và với kho tàng, công đức sâu xa, tuệ giác mầu nhiệm, bất khả tư nghị, con nguyện thành tựu một cách đầy đủ. Nguyện cầu mười phương, chư vị Thế Tôn hộ niệm cho con, đem tâm đại bi, thương tưởng chấp nhận, cho con sám hối. Trong bao đời kiếp, con tạo ác nghiệp, do ác nghiệp ấy mà sinh đau khổ. Nguyện Phật thương tưởng cho con trừ diệt. Con gây ác nghiệp nên thường lo sợ, trong mọi cử động, đi đứng nằm ngồi, chưa hề có được một chút vui vẻ. Thế Tôn Đại Từ, trừ cho chúng sinh bao nỗi sợ hãi, nguyện xin chấp nhận cho con sám hối, thoát ly lo sợ. Con có đủ cả hoặc chướng nghiệp chướng cùng với báo chướng, nguyện xin Thế Tôn đem nước đại bi rửa cho sạch sẽ ác nghiệp quá khứ, ác nghiệp hiện tại mà con tạo ra. Con xin chí thành phát lộ tất cả, nguyện tiêu diệt hết. Và bao ác nghiệp trong thì vị lai, con xin giữ gìn không cho nổi dậy. Giả sử vi phạm lời thệ nguyện này thì không bao giờ con dám che giấu. Thân có ba nghiệp, miệng có bốn nghiệp, ý có ba nghiệp trói buộc chúng sinh vô thủy đến nay thường xuyên liên tục. Do thân miệng ý mà tạo thập ác, tội ác như vậy rất nhiều sắc thái. Ngày nay con xin sám hối tất cả. Ác nghiệp con làm sẽ phải tự chịu ác báo đau khổ nếu không sám hối. Ngày nay đối trước chư vị Thế Tôn, con xin chí thành sám hối tất cả. Đại lục Thiệm Bộ và bao thế giới, trong đó được có bao nhiêu thiện nghiệp, ngày nay con xin tùy hỷ tất cả. Nguyện bỏ thập ác, nguyện tu thập thiện, an trú mười địa, thường thấy Thế Tôn. Bao nhiêu những nghiệp, phước đức trí tuệ mà thân miệng ý của con tu được, con xin vận dụng thiện nghiệp như vậy, mau chóng đạt đến tuệ giác tối thượng. Nay con đích thân đối trước Thế Tôn chân thành phát lộ lắm cái ác nạn, cái nạn ngu muội si mê ba cõi, cái nạn thường làm ác nghiệp cực nặng, cái nạn tập hợp dục vọng tà kiến, cái nạn tham ái thường xuyên chảy dài, cái nạn đam mê thế giới hiện hữu, cái nạn toàn là phiền não phàm phu, cái nạn cuồng phóng náo động thác loạn, cái nạn thân gần bạn bè bất lương, cái nạn tham nhiễm trong chốn sinh tử, cái nạn sân si ngu độn làm ác, cái nạn sinh nhầm tám nơi không rảnh, cái nạn chưa hề tập hợp công đức. Nay con đối trước các đấng tối thắng sám hối vô số ác nạn như vậy. Nay con quy y các đấng thiện thệ, kính lạy các đấng biển đức vô thượng, ngài núi vàng lớn chiếu sáng khắp cả, nguyện xin từ bi gia hộ cho con. Thân Phật rực lên ánh sáng hoàng kim, mắt Phật tựa như lưu ly xanh biếc, là đấng cát tường uy đức đặc tôn. Ngài đem mặt trời của lòng đại bi xua tan u ám cho bao chúng sinh. Phật như mặt trời sáng soi khắp cả, sáng không dẫn đục, sáng sạch bụi dơ. Phật như mặt trăng sáng soi mát mẻ, sáng tan nhiệt lực của bao phiền não. Ba hai tướng tốt, châu thân uy nghiêm, 80 tướng phụ, toàn hảo cả người, phước đức tuyệt bậc,
khó nghĩ khó bàn, như vầng thái dương chiếu soi thế giới. Sắc thân tựa như lưu ly trong suốt, lại như trăng đầy ở giữa không trung. Thân vàng như phủ mạng lưới pha lê, rực rỡ bởi những ánh sáng đủ màu. Trong cái thác nước sinh tử khổ não và bệnh lo rầu trôi cuốn chúng sinh, biển khổ như vậy khó mà chịu nổi, mặt trời Phật Đà chiếu cho khô cạn. Con xin lạy đấng trí tuệ toàn giác, đấng hiếm có nhất thế giới đại thiên, đấng mình vàng tía sáng lên rực rỡ, đấng trang sức mình với bao cái đẹp. Ngài như đại dương mênh mông khó biết, ngài như đại địa bụi nhỏ khó tính, ngài như núi cao trọng lượng khó cân, ngài như không gian giới hạn khó cùng. Phật đức là vậy, chúng sinh khó biết, càng nghĩ càng xét trong lắm đời kiếp, càng không biết nổi bờ biển Phật đức. Nghiền nát đại địa, toán biết cực vi, toán biết nước giọt của cả đại dương, số lượng Phật đức vẫn không biết nổi. Tất cả chúng sinh cùng nhau ca tụng phẩm chất danh tiếng, tướng hảo thanh tịnh, uy nghiêm nhiệm màu của Đức Thế Tôn cũng không khả năng hết được giới hạn. Bao nhiêu thiện nghiệp mà con có được, con nguyện mau chóng thành đấng vô thượng, thuyết pháp phong phú, ích lợi sinh linh, làm cho tất cả giải thoát khổ đau. Chiến thắng ma quân có sức mạnh lớn, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp tối thượng. Ở đời với những thì gian khó tính, con đem cam lộ sung mãn chúng sinh. Y như quá khứ các đấng tối thắng đã viên mãn cả sáu ba la mật, hủy diệt tham dục, sân hận ngu si, loại trừ phiền não, triệt đoạn khổ lụy. Con nguyện thường được trí biết đời trước, nhớ được quá khứ cả trăm ngàn đời, nhất là thường nhớ đấng Đại Mâu Ni, được nghe diệu pháp rất sâu của ngài. Nguyện con biết đem thiện căn như vậy phụng sự vô biên các đấng tối thắng, điển ly hết thảy nghiệp nhân bất thiện, thường được tu hành pháp màu chân thật, làm cho chúng sinh trong mọi thế giới khổ não thoát ly, yên vui thực hiện. Bao kẻ giác quan không được toàn hảo thì làm cho được cơ thể đầy đủ. Những ai gặp phải khổ vì bệnh tật, thân hình ốm yếu không nơi nương tựa, thì con làm cho hết cả bệnh khổ, sức khỏe tướng tốt cùng được đủ cả. Những ai phạm pháp sắp bị hành hình, khổ sở hành hạ, lo sợ dày dò, khi họ đau khổ cực độ như vậy, không biết nhờ ai thì con cứu giúp. Ai bị đánh khảo, gông cùng xiềng xích, đủ loại hình cụ hành hạ thân thể, trong khi vô số những nỗi lo sợ dày dò tâm trí không chút yên vui, thì con làm cho thoát được giam cầm mà bao hình cụ đã làm khổ họ. Sắp bị hành hình thì toàn tính mạng, bao khổ sở khác cũng hết vĩnh viễn. Có những chúng sinh đói khát hoành hành, thì con làm cho hưởng đủ mỹ vị, làm mù được thấy, làm điếc được nghe, làm què được đi, làm ngọng được nói. Những kẻ nghèo nàn thì được kho báu, kho lẫm dẫy đầy, không thiếu thốn chi. Con làm tất cả hưởng vui thượng thặng, không còn một ai chịu lấy đau khổ. Người nào cũng được mọi người thích nhìn, dung nghi phong nhã mà lại nghiêm chỉnh, ai nấy cùng được hiện tại yên vui, đời sống phong phú, phước đức đủ cả. Tùy ý chúng sinh nghĩ đến âm nhạc tuyệt hảo, tức thì tấu lên, và nghĩ đến nước, nước mát đầy hồ,
sen màu hoàng kim nổi trên nước ấy. Tùy ý chúng sinh nghĩ đến vật dụng đủ cả, cơm áo ghế giường, đủ vàng đủ ngọc lưu ly, chuỗi ngọc dòng xuyến, có đủ hết thảy. Lại làm chúng sinh không nghe tiếng dữ, cũng không nhìn thấy những gì trái ý. Dung mạo có được toàn là đoan trang, và hướng về nhau toàn bằng lòng từ. Lạc cụ để sống nghĩ là có đủ, vàng ngọc có được không hề tiếc nuối, phân cho tất cả những ai cần thiết. Các loại hương liệu và các loại hoa từ cây rơi xuống mỗi ngày 3 lần, tùy ý hưởng dụng, lòng tràn hoan hỷ. Con nguyện chúng sinh đều biết hiến cúng các đấng tối thắng thế giới 10 phương, hiến cúng diệu pháp hoàn bị cả 3, cổ xe sáng sủa, hiến cúng thánh chúng đủ cả Bồ Tát, độc giác thanh văn. Con nguyện chúng sinh đừng ai ở vào những nơi hèn hạ, những chỗ 8 nạn, thường sinh làm người, có thể tu hành, thường được phụng sự chư vị Thế Tôn. Con nguyện chúng sinh sinh nhà sang giàu, tài sản bảo vật đầy kho đầy lẫm, tướng mạo danh tiếng không ai sánh bằng, thọ lượng trải qua nhiều kiếp lâu dài. Con nguyện chúng sinh nữ biến thành nam, thông minh khỏe mạnh, đa trí đa năng, và ai cũng đi đường đi Bồ Tát là siêng mà tu 6 ba la mật. Con nguyện chúng sinh thường thấy chư Phật an tọa bảo tòa dưới những cây ngọc, bảo tòa sư tử bằng chất lưu ly, thường được thân nghe Phật chuyển pháp luân. Quá khứ hiện tại, nếu con luân hồi ở trong 3 cõi, tạo các ác nghiệp, khả năng rước lấy ác báo đáng ghét, thì nguyện diệt sạch không còn thừa sót. Ở trong biển có bao nhiêu chúng sinh bị buộc thắt chặt trong lưới sinh tử, con nguyện vì họ cắt đứt lưới ấy bằng kiếm trí tuệ, làm cho mau chóng thoát khỏi sinh tử, chứng đắc tuệ giác. Đại lục Thiệm Bộ hay thế giới khác, chúng sinh trong đó tạo bao thắng phước, nay con nguyện xin tùy hỷ tất cả. Con nguyện vận dụng sự tùy hỷ này và bao thiện hạnh của thân miệng ý, làm cho thắng nghiệp thường xuyên lớn lên, thực hiện mau chóng tuệ giác vĩ đại. Bao nhiêu thắng phước lễ bái tán dương công đức chư Phật, với tâm sâu xa cực kỳ trong sáng, không chút gợn bẩn, con đem hồi hướng, lại đem phát nguyện, thì 60 kiếp vượt nẻo đường dữ. Nếu có thiện nam hoặc thiện nữ nào, hoặc các vọng tộc như Bà La Môn, chắp tay dốc lòng tán dương chư Phật, thì sinh ở đâu cũng nhớ đời trước, giác quan toàn hảo, cơ thể toàn mỹ, và hoàn thành hết công đức siêu việt, thì trong vị lai sinh ra ở đâu, chư thiên nhân loại cũng thường chiêm ngưỡng. Người ấy không phải ở nơi 1 đức 10 đức Phật Đà tu tập thiện căn mà nay nghe được pháp sám hối này, mà phải ở nơi 100.000 Phật Đà gieo trồng thiện căn mới được nghe đến pháp màu sám hối như thế này đây. Bây giờ Đức Thế Tôn nghe những lời chỉnh cú ấy thì tán dương Bồ Tát Diệu Tràng rằng: lành thay thiện nam tử, âm thanh xuất từ trống vàng mà ông mộng thấy đã tán dương công đức Phật Đà và diệu pháp sám hối. Ai nghe âm thanh như vậy cũng được rất nhiều phước đức. Âm thanh ấy lợi ích rộng lớn cho bao chúng sinh, loại trừ nghiệp chướng cho họ. Ông nên biết sự thể siêu việt này nguyên nhân là do tập quán quá khứ ông đã quen tán dương chư Phật và sám hối phát nguyện, lại do uy lực chư Phật gia trì cho ông. Nguyên nhân ấy
rồi đây vì ông mà Như Lai sẽ nói đến. Lúc ấy, cả đại hội nghe pháp thoại này, ai cũng hoan hỷ, tin chịu, phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật.
Yeah.